Mến chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube Công 92. Các bạn ơi, nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì xin cho mình một nút đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về đám cưới truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu. Thì ở đây các bạn thấy bên nhà trai đã sẵn sàng các món ăn, các lễ vật để chuẩn bị cho cái lễ đám cưới. Đám cưới truyền thống của dân tộc Cơ Tu thì thường diễn ra 2 đến 3 ngày các bạn nhé. Bạn nào chưa xem phần 1 của video thì các bạn có thể quay trở lại tìm xem video với cái tiêu đề đó là Phụ nữ trong văn hóa Cơ Tu nhé. Cùng với heo, bò thì chiêng ché chính là một trong những cái sinh lễ rất là quan trọng trong đám cưới của người Cơ Tu. Và ở đây là những cái ché đã được mua và chuẩn bị để mà đem tặng cho nhà gái. Mỗi cái ché như thế này tùy vào kích cỡ kiểu dạng thì có giá thành khác nhau. Trung bình sẽ có giá từ khoảng 300 đến 34 triệu đồng. Hoặc là nếu mà những cái ché xưa thì sẽ lên đến vài chục triệu đồng nha cả nhà. Đây là đại diện của nhà trai đang đợi ở ngoài cổng để đón khách vào nhà. Trong ngày đón dâu này sẽ có một cái tục lệ rất là đặc biệt của đồng bào dân tộc Cơ Tu. Các bạn đang quan sát, ở trong đó người ta đã để cái máu của con chó đó cả nhà. Trong đám cưới truyền thống, người Cơ Tu sẽ giết một con chó và sử dụng máu chó để giống như là một thứ linh thiêng nhằm mục đích hóa giải những cái tranh chấp có thể có trước đây của ông bà, tổ tiên mà bây giờ con cháu không hề biết tới. Máu chó sẽ được đặt ngay trước cổng ra vào và cô dâu, gia đình cô dâu và dòng họ phải bước qua cái máu chó này. Còn đây là đoàn người và xe chở hàng sính lễ của nhà gái mang đến cho nhà trai. Nhà gái mang rất nhiều lễ vật như gạo, vịt, gà, thức ăn, thức uống, rượu nếp, rượu cần, các loại cơm ống, bánh sừng trâu, các loại thịt ống. Tất cả những cái thức ăn này thì sẽ đều được đem đi chia cho cả làng cùng ăn và chia cho những người có mặt tại cái đám cưới đó. Ngoài các loại thức ăn, nước uống thì trong sính lễ của nhà gái có một cái món đồ rất là quan trọng mà trong đám cưới nào cũng được nhiều người rất là mong đợi. Đó là những tấm thổ cẩm được dệt thủ công nha cả nhà. Tất cả những cái tấm thổ cẩm này đều được mọi phụ nữ Cơ Tu rất là ưa chuộng. Cũng giống như các loại thức ăn thì những tấm thổ cẩm này người ta cũng sẽ đem đi chia cho tất cả những người cùng tham dự cái đám cưới đó. Tùy vào sự đóng góp của mỗi người mà bên chủ sẽ chia cho theo cái phù hợp với những cái giá trị tương xứng mà người ta đã mang đến. Những công đoạn chia phần thức ăn, chia phần trang phục như thế này thường diễn ra sau khi cái đám cưới đã kết thúc. Như vậy sau một cái đám cưới truyền thống diễn ra thì bất kỳ người nào tham dự đám cưới đó đều sẽ có những cái phần quà để được mang về nhà. Quay trở lại với đám cưới đang diễn ra thì thông thường những cái đám cưới sẽ có tiếng chiêng, tiếng trống. Nhưng ở đây do gia chủ mới vừa có người mất khoảng 1 năm cho nên họ không có đánh trống khua chiêng. Thịt heo được mổ ngày hôm qua thì họ sẽ để dành riêng, cắt ra từng cái miếng lớn như thế này. Và cái miếng lớn này sẽ đem tặng cho nhà gái. Bất kỳ ai khi bước vào cổng thì đều sẽ được mời một ly rượu và được ăn một cái miếng thịt to như thế này. Người Cơ Tu gọi đó là đa trôn. Đó là một cái biểu tượng dành cho bất kỳ người con gái Cơ Tu nào. Khi đến tuổi trưởng thành lấy chồng thì người ta đều nói vui và mong muốn được ăn thịt heo. Tất nhiên nếu mà ăn không hết cái phần đó thì mỗi người có thể gói về tùy ý thích của mình. Cái điều này cũng thể hiện cái niềm vinh dự của cả nhà trai và nhà gái. Vì thật sự không phải đám cưới nào người ta cũng có thể lo lắng như thế này đâu cả nhà. Hãy ăn thịt heo, hãy uống rượu mừng để bày tỏ niềm vui sướng, niềm hạnh phúc. Và cũng là một sự chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ trong cái ngày đám cưới hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ai đang mang thiệp ăn thu giờ mà đặt chào anh ấy lên. Ở bên ngoài sạp là những mâm dành cho đàn ông, đàn bà, phụ nữ, trẻ nhỏ. Ở bên trong nhà là những cái mâm dành cho những người lớn tuổi, ông bà, cha mẹ, khách mời đặc biệt và cả cán bộ địa phương. Bên trong này thì đại diện của hai thông gia sẽ bàn bạc về quy trình tổ chức lễ đám cưới, làm sao để cho nó phù hợp với phong tục tập quán của người dân ở nơi đây. Cũng tại thời điểm này, các già làng của hai bên thông gia có thể tham gia nói lý, hát lý để thể hiện những cái mong muốn của mình cho một cái đám cưới này. Tiếp theo đây mời các bạn cùng lắng nghe một đoạn hát lý của cụ già làng đại diện bên nhà trai. Các bạn hiểu được ý nghĩa của cái đoạn hát lý này thì để lại bình luận ở dưới phần video nhé. Ô tất tu tất tu cơ tư tất tu cơ tư ta có mà nhớ có tuôn lắm là kia thì ô tất cả ta ơi cơ tư cú chết chì kì kà nà đi kì hơi nhì tăng chè ông tăng chè ông ô sổ đi em nướn cơ tê cơ tê ô quá chả lê quá chả lê quá chả lê quá chả lê quá lao tao đi lao tao đi 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 ở đằng thế cái này cái cô thế em cái cô thế của chị ơi ơi ô nô cái này mình đâu có na tin thú tin chờ lời chờ để cái ơi ơi cái bò cái thế cái cá bò cái ơi ơi cái cá dân nuôi cái lợn cái thế của tôi đem đi cái ơi thế mà có tôi em cùng cùng cái cùng nem bây giờ ô chờ rồi ô ô cái cá hơi cái cá ơi ơi đang ăn cái gì cũng bắt ơi 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 đang ăn cái gì bắt đầm cái gì cũng cầm cái gì cũng ơi ơi cái kia cái na cái kia na cái co cái buồn cái buồn ơi cái gì cũng ôi trời cái thế mà được rồi cái gì ơi cái co cái buồn ơi 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 cái cha cũng mang tiền cái đan cái gì ơi ơi Tăng
Sau phần hát đối đáp giữa hai thông gia thì người ta mới tiến hành sử dụng phần ẩm thực được bày ở trước mặt. Tiếp theo thì nhà trai lại tiến hành mổ heo để chuẩn bị cho lễ cúng thần linh. Trong cái lễ cúng này thì cả hai bên thông gia đều bày biện lễ vật của mình lên và cúng ông bà tổ tiên. Đại diện cả hai thông gia sẽ đều cùng nhau tham gia lễ cúng. Cả cô dâu và chú rể cũng được gọi về để thắp hương dâng lên bàn thờ ông bà tổ tiên. Và cuối cùng, sau khi kết thúc những cái buổi lễ đó và trước khi kết thúc đám cưới thì cả hai gia đình họ nhà trai nhà gái sẽ ngồi lại với nhau trò chuyện và đặc biệt là gửi lời nhắn nhủ cho cô dâu và chú rể. Các bạn ơi, trong bất kỳ đám cưới nào thì cô dâu chú rể luôn là nhân vật chính, nhân vật đặc biệt. Thế nhưng trong đám cưới truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu, cô dâu và chú rể hầu như rất ít xuất hiện. Đa số tất cả công việc đều nhờ người lớn tuổi tham gia xếp đặt cho một cái đám cưới đó diễn ra hoàn tất. Thời lượng của video đã dài, công xin phép dừng video tại đây. Mời các bạn đón xem phần 3 của đám cưới truyền thống dân tộc Cơ Tu các bạn nhé.